Chương trình này được bảo trợ bởi công ty điện lực V247 Power, công ty điện đầu tiên của người Việt Nam với hóa đơn tiếng Việt. Nếu quý vị muốn tiết kiệm tiền điện, xin hãy gọi đến công ty điện lực V247 Power 1-855-990-9000, 1-855-990-9000 hoặc v247power.com. Công ty Dược Thảo Cảnh Thiên duy nhất tại miền Nam Cali, điện thoại 714-775-1069 hay 855-775-1069. Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345. Xbox, ngôi chợ Á Châu tốt nhất tại Hoa Kỳ kể từ năm 1982. Diễm Thi xin kính chào quý khán thính giả của hệ thống VietTV, Viet Radio Network. Và bây giờ là giờ đã phải uống cà phê sáng rồi, cho nên Diễm Thi xin kính mời quý vị cùng thức dậy, cùng uống ly cà phê sáng nóng hổi thơm ngon cùng với anh Vũ Kiểm, chị Bích Loan và Diễm Thi trong chương trình Cà phê sáng ngày hôm nay nhé. Diễm Thi chào anh, chào chị. Chào anh Vũ Kiểm, chào Tường Minh và xin kính chào quý khán thính giả của VietTV Radio. Tôi biết tôi cần phải chào, nhưng mà... What happened? Dạ. Chị Từ Minh, chào chị. Sao vậy anh? Sao chị Loan vừa mới nói chào Từ Minh. Tôi đùa như vậy. Tức là chưa tỉnh cà phê. Chưa uống cà phê. Chưa uống cà phê, chưa phê đi. Một lần nữa Vũ Kiểm kính chào quý khán thính giả. Chào chị Tình và chị Loan. Xin lỗi anh Vũ Kiểm, Diễm Thi và quý khán thính giả. Loan xin được chào lại. Xin chào Diễm Thi, chào anh Vũ Kiểm. Kính chào quý thói khán thính giả của VietTV Radio. Nó trở thành thói quen, nó quan trọng như vậy á ha. Dạ. Dạ, thói quen rất là quan trọng. Đôi khi trong cuộc sống của mình á, có nhiều điều mình có thành một cái thói quen hồi nào mà mình không hay luôn á. Chị Loan có hay bị như vậy không? Dạ thì mới vừa bị rồi đó. Mới vừa bị ngay tức khắc. Có một ví dụ điển hình. Thì chính vì vậy nên mấy anh mới có cái chuyện mà ở gần người này mà kêu lộn tên người khác đó. Có luôn hả anh chị? Ra, thì hỏi anh Vũ Kiểm nè. Có không anh Vũ Kiểm? Nên là người ta rất là gây ra những cảm giác rất là làm cho chị em phụ nữ rất là bị cảm thấy tổn thương. Cho nên tôi nghe nói thôi, nhưng mà là chuyện có thật. Không phải là bạn của tôi, tức là những người lớn hơn thế hệ đàn anh, mà những ông mà gọi là đào hoa đó, bay bướm đó. Họ có cái cách gọi của họ để tránh, tức là thay vì giờ tên các loại hoa mai lan cúc trúc là gì đó, họ có cái ám số hết á. Mà nhà không có truy ra được. Sao ai mình cũng kêu bà em hay là honey đi thì mình khỏi có phải xưng kêu không tên. Được. Cái đó càng chết, cái đó là các bà lại nổi điên lên đó. Sao ai anh cũng xưng là cưng hết vậy? Trả lời sao? Ai anh cũng xưng là anh cũng là em hết vậy? Trả lời sao? Không được. Khó quá ha. Phải kêu tên. Đại khái là phải có cái ám số MiG-29 Su Khoi 33 hoặc là F-16 tí hủ vậy. Anh Cường. Mà không, cũng đúng nha. Cái tên của mình nó kỳ lạ lắm. Ai mà kêu tên mình đó, mình cảm giác nó có một cái gì đó nó rất là thân thương và nó rất là... Nhưng mà lộn một cái là coi như là đau lòng lắm. Đau lòng lắm. Tổn thương luôn á. Cho nên mới có bài hát là xin gọi tên em đó. Cho nên kêu bằng em không được, phải kêu bằng tên. Hôm nay trời lạnh quá. Lạnh hả? Dạ lạnh. Bỗng dưng tự nhiên đang ấm áp, chiều tự nhiên qua sân đó, quay trở lại lạnh. Qua là lúc mà ra khỏi chỗ này là thấy tự nhiên nhiệt độ nó giảm xuống thấp quá. Drop xuống. Thành ra thời tiết cũng lạ quá. Dạ. Trong thêm mấy ngày tới nó còn lạnh nữa. Về đêm là có đêm xuống tới 30+ độ. Dạ. Không chỉ có tự nhiên quay trở thôi. Lại lạnh. Dạ. Còn hôm nay thì tương đối là đỡ cũng hơn 40 là mấy. Sáng này cũng 40+ đó. Sáng 40+ đó. Nhưng mà buổi trưa thì nó ấm lên dần. Và ngày mai thì tốt hơn. Nhưng mà thứ sáu thì lại trở lại. Nhiệt độ nó lại có cái cơ front tràn từ hướng Bắc về. Vì lạnh xuống. Rồi. Chắc vài ngày thôi hả anh? Chứ đâu có không, lâu một hơn. Buổi sáng thứ sáu thôi. Ngày thứ sáu thôi. Cũng may quá. Thôi để khỏi mất thời gian, Loan vô chủ đề làm cái bổn phận sự với trách nhiệm vụ của Loan ngày hôm nay. Thì cái chủ đề ngày hôm nay mình nói về cái tình yêu và cái thù hận. Thì mình muốn hỏi là cái nào nó mạnh hơn? Tại vì trong thực tế nó có nhiều cái diễn biến nó xảy ra trái chiều nhau. Có những cái cặp đôi khi mà người ta yêu nhau đó thì biết bao nhiêu là những cái kỷ niệm đẹp và có những cái chia sẻ rất, với nhau rất là quý giá. Nhưng mà khi mà người ta hết yêu nhau rồi đó
thì sao mà cái lòng thù hận nó mạnh quá. Hết yêu nhau rồi, cái người mình đã từng yêu, đã từng yêu thương mà sau này người ta có thể dùng những cái lời lẽ rất là nặng nề để xúc phạm lẫn nhau và làm cho người đó tổn thương rất là nhiều. Theo Lân hiểu đó, cái tình yêu chân chính đó, là cái tình yêu mà khi mình không muốn làm cho cái người kia của mình bị đau lòng, nhưng mà khi mà người ta đã từng rất yêu nhau nhưng mà sau đó vì một lý do gì đó mà người ta không yêu nhau nữa, mà người ta dùng những cái lời lẽ rất là xúc phạm, nặng nề với nhau, và thậm chí có người giải quyết bằng cách giết cả cái người kia luôn. Thành ra mình thấy là sau cái lòng thù hận nó lớn quá. Đó là trường hợp thứ nhất. Cái trường hợp thứ hai là có những người yêu nhau và sau đó có vì một lý do gì đó, thì đây mình chỉ do cái thời gian ít quá thì mình chỉ đề cập giữa couple thôi, chứ còn bây giờ cũng có những cái tình yêu khác trong gia đình cũng yêu thương nhau lắm, nhưng mà sau này vì cái lòng thù hận lớn áp thì người ta có những cái cũng hành xử rất là nặng nề. Thì tùy theo cái phạm vi, thì bây giờ Long chỉ đơn cử được những cái ví dụ về tình yêu thôi. Và trường hợp thứ hai thì có những cái người ta yêu nhau và sau đó khi người ta chia tay nhau á, thì hận thì có hận, nhưng mà trong sâu xa người ta vẫn còn một cái gì đó người ta luyến tiếc về nhau. Nên nếu mà thấy người kia, mặc dù đã chia tay nhau rồi, nhưng mà khi thấy người kia có một người khác thì người ta vẫn cảm thấy trong lòng có một cái gì đó nó nhói đau, không muốn người đó có người khác chẳng hạn. Thì như vậy chứng tỏ là còn yêu nên mới còn ghen, còn không muốn người đó gắn bó với một người thứ ba. Và còn một trường hợp thứ ba nữa là hai người khi mà người ta yêu nhau rồi và vì một lý do gì đó người ta chia tay, thì người ta vẫn giữ cái tình yêu, và người ta giữ một cái tình yêu nó không gọi là tình yêu thì hơi nhiều, tức là người ta giữ một cái gì đó cho nhau, vì vậy nên người ta vẫn gặp nhau chào hỏi bình thường, vẫn trong sâu xa thì mình không biết có gì không, nhưng mà cái phản ứng lại của cái trường hợp thứ ba là vậy, tức là yêu nhau sau đó chia tay nhưng mà vẫn giữ một cái chút gì lại với nhau và vẫn trân quý cái tình cảm còn lại đó. Thì không biết là anh Vũ Kiểm, Diễm Thi cũng như quý khán thính giả nghĩ là nếu như vậy giữa cái tình yêu và cái lòng thù hận á, thì cái nào nó mạnh hơn? Dạ, khi mà trước khi trả lời câu hỏi của chị Bích Loan đó, thì cho phép Diễm Thi được gửi lời chào đến quý khán thính giả đang coi livestream trên Facebook của Viettv Network nhé. Diễm Thi mong là quý vị sẽ coi livestream trong suốt chương trình Cà Phê Sáng ngày hôm nay và để lại thật là nhiều những nhận xét, những lời bình luận, những comment của quý vị trên livestream. Chắc là ngày hôm nay chị Bích Loan chọn đề tài này cho Diễm Thi, anh Vũ Kiểm. Hay Diễm Thi là cứ nói chuyện tình yêu. Đúng không chị? Giữa tình yêu và thù hận thì Diễm Thi nghĩ là cái điều nào nó cũng có thể xảy ra hết, cả ba cái tình huống của chị Bích Loan đưa ra đi. Trong cuộc sống mà lúc nào cũng sẽ có cặp đôi này, nó sẽ có như thế này, đôi khác nó sẽ như khác, không có cặp đôi nha, đôi khác nó sẽ như vậy, cặp này nó sẽ như thế kia. Cho nên là có những người đó, khi mà sau khi người ta chia tay nhau, người yêu thôi cũng vậy chứ không chỉ cần là vợ chồng, người ta vẫn giữ được một cái tình bạn rất là đẹp. Nhưng mà có những người gọi là trở mặt á, mình dùng cái chữ gọi là trở mặt đó, chia tay nhau rồi là vĩnh viễn không muốn nhìn mặt nhau nữa. Thì điều đó cho thấy là giữa họ nó có một cái mâu thuẫn gì rất là lớn, cho nên là cái mâu thuẫn đó nó không thể xóa nhòa được, cho nên là người ta mới trở mặt với nhau như vậy. Thì như vậy Diễm Thiên nghĩ là như vậy giữa cái tình yêu và cái lòng thù hận thì cái nào nó sẽ là cái yếu tố nó mạnh hơn để nó có thể control được cái kia. Tức là nếu mà hận lòng ý, Lân nói thêm để cho dễ góp ý, tức là nếu như cái lòng cái lòng mà thù hận á nó mạnh quá thì coi như nó bóp chết tình yêu luôn rồi, tình yêu không có còn gì được nữa hết. Nhưng nếu cái tình yêu nó mạnh hơn thì như vậy cho dù bất kỳ lý do gì người ta cũng giữ lại một cái chút gì để đừng có những cái hành động quá mức để làm đau lòng người kia. Chị ơi, vì chính vì á không có còn tình yêu nữa cho nên cái thù hận nó mới nổi lên, chứ không phải là thù hận bóp chết tình yêu. Tại vì người ta nói là thương nhau thì củ ấu cũng tròn. Nếu mà chị còn yêu nhau đó thì cho dù xảy ra bất kỳ cái mâu thuẫn gì nó lớn cỡ nào á, mình cũng làm cho nó nhỏ lại được. Nhưng mà khi mình không còn yêu nhau nữa đó thì mỗi một cái chuyện mâu thuẫn nó nhỏ xíu thôi, mình cũng có thể xé ra nó làm to lên. Và khi nó to lên thì chắc chắn là không còn nhìn nhau nữa rồi. Đúng không anh Vũ Kiểm? Tôi đồng ý với cái nhận xét của chị Diễm Thi. Khi mà thần mà đã hù cái tiếng còi để kêu gọi mình thù hận rồi á, thì nó nặng hơn là tình yêu. Dạ. Tôi lại chọc chị Loan. Thù hận thần hụ, tức là cái con tinh mà thù hận trong lòng mình nó trỗi dậy, nó đánh át đi cái sự yêu thương.
từ tình bạn biến thành tình thù, từ tình yêu biến thành tình thù, là cái chuyện nó luôn luôn, thì cái vế thù khi mà nó đã chuyển từ tình yêu sang tình thù rồi đó thì nó mạnh hơn, nó mãnh liệt hơn. Quý vị và quý chị, anh Cường cũng vậy, đã từng coi cái vở tuồng của William Shakespeare. Yeah. Nổi tiếng, đây là một cái kịch tác phẩm Romeo and Juliet. Romeo Juliet. Nói tới cái chủ đề này Long cũng nghĩ ngay tới cái tác phẩm đó. Nói về cái tình yêu và thù hận. Yeah. Nó là như vậy. Cái chuyện môn đăng hộ đối cũng bởi vì những người lớn tuổi cái thời Trung Cổ coi như là này nọ vậy, không để cho hai đứa trẻ nó yêu nhau. Nhưng nó mà anh Vũ Kiểm có thấy rằng kết thúc câu chuyện đó là tác giả muốn nói lên là cái tình yêu mạnh hơn. Đúng vì rồi. Là do cái chết của Romeo và Juliet nên dẫn đến rằng là hai dòng họ từ cái mối thù truyền kiếp đó mà người ta hết thù nhau nữa. Đó là cái thông nhưng điệp. Nhưng mà cái giá quá lớn. Không, cái thông đó điệp. Là cái thông điệp dạ, của ông đúng. William Shakespeare dạ, dạ. Là bởi vì sao? Từ trước tới giờ muôn thuở muôn đời nó còn tồn tại tình thù nặng hơn tình yêu, cho nên ông mới gửi cái thông điệp, cái kết cục yeah. có hậu là như vậy. Yeah. Để cho mọi người... Không phải là cái chuyện lúc nào tình thù nó cũng thắng hết, nhưng đây là trường hợp mối tình Romeo và Juliet chứng minh cho quý vị thấy chúng tôi chỉ có tình yêu thuần nhất mà thôi chứ không có tình thù. Nó là như vậy, cái thông điệp của ông là như vậy. Vở kịch nó là như vậy. Nhưng mà thực tế theo như anh Vũ Kiểm vừa nói, là nếu như trong trường hợp từ tình yêu mà chuyển sang thù rồi thì là cái hận thù nó sẽ mạnh hơn. Nặng lắm, nặng lắm. Đã thù kinh rồi thù. Thì lúc đó giống như Diễm Thi nói ngay từ đầu đó chị Bích Loan, là vì lúc đó mình không có còn tình yêu nữa nên lúc đó hết so sánh rồi. Diễm Thi nghĩ là không có so sánh được. Nhưng mà Long nghĩ đối với hai con người, thí dụ như vợ chồng đi, họ đã từng sống với nhau, đã từng không những cái tình mà có cái nghĩa nó ràng nữa. Thì thí dụ giờ khi mà phải chia tay nhau vì một cái lý do gì đó, thí dụ giờ một cái lý do mà hết sức là phổ biến đi, là một người kia có một người thứ ba đi, ông chồng có người khác, thì như vậy khi mà người ta chia nhau, cho dù người ta thù cỡ nào, cái người vợ sẽ hận chứ. Nhưng mà dĩ nhiên giữa hai người nó cũng còn một cái gì đó, thì đâu có đến nỗi mà hận thù nhau đến nỗi người này phải giết người kia. Nó đi đến một cái kết thúc rất là quá là bi như vậy. Đâu phải tất cả mọi trường dạ, hợp đúng rồi và dạ, đâu phải tất cả hả? Mình chỉ nói ra những cái trường hợp đã xảy ra thôi, và có những người ta vẫn giữ đại. Long muốn truyền đạt tới một cái ý khác trong cái chủ đề của Loan, là cái lý do vì sao cái nào mạnh hơn. Nhưng mà Long muốn để cho anh Vũ Kiểm, Diễm Thi cũng như quý khán thính giả có ý kiến trước. Bây giờ em sẽ ngay lập tức kết nối cùng với vị khán thính giả đầu tiên của chương trình để chị lo nghe xem thơ là một ý kiến nữa, tình yêu với thù hận thì cái nào lớn hơn nhé. Dạ thưa, xin chào ạ. Hello. Dạ, xin chào. Dạ, dạ hello, dạ em chào chị Vũ Kiểm, chị Lan với lại chị Diễm Thi. Dạ, xin chào chị. Dạ, thì theo em thấy á, giống như chị Lan vừa mới nói đó, thì nếu cái này em không dám nói chung hết tất cả, tại vì lúc nào thì bao giờ em cũng nói cái này là do em thấy, em nghĩ sang em nói vậy. Thì theo em thấy á, em nghĩ là nếu giống như chị Lan vừa mới nói, nếu như giữa hai vợ chồng một trong hai người có người thứ ba, mà nếu mà mình thấy mình với cái người đó, cái người vợ hoặc người chồng với mình không còn duyên với nhau nữa, thì thôi mình chấp nhận đi. Không phải là mình chấp nhận một cách thua thiệt, nhưng mà thôi, chi bằng cái người đó mà họ cảm thấy họ vui vẻ với cái người thứ ba thì mình cứ về cho đi. Mình đừng có đem cái thù hận, tại vì cái thù hận nó sẽ làm giết chết dần chết mòn mình, mà trong khi mình còn cả một tương lai và sau lưng mình nhiều khi còn những đứa con nữa. Thì nếu như mình biết cái người đó mình thù hận, bây giờ em hỏi chị Loan, chị Diễm Thi với chú Tư, cho anh vừa kịp, nếu mình thù, mình hận người đó, mình giết người đó, mình được những gì? Chị Vân biết không? Đường phạm pháp. Dạ, chị Vân biết không? Cái chuyện mà quay trở lại cái người thứ ba đó, cho dù mình chấp nhận hay không chấp nhận, đôi khi chuyện đó nó cũng có cách nào khác nữa, phải không chị Loan? Ví dụ như người kia người ta chọn người thứ ba rồi, thì giờ mình có chấp nhận không chấp nhận cũng không có thay đổi được. Nhưng mà câu hỏi của chị Bích Loan đặt ra là giữa tình yêu và thù hận, thì theo Vân nghĩ đó là, chị Vân nghĩ là cái nào là sẽ mạnh hơn, cái nào lớn ác cái nào chị?
Em nói là nếu như con người mà có lý trí đó, yeah, người ta chọn cái tình yêu của người ta chứ không có ai chọn cái thù hận bao giờ. Tại vì em nói rồi, cái thù hận nó có thể nó giết chết, nó giết mình, nó giết cái người đối diện và nó giết luôn cả những người xung quanh mình đó. Yeah. Tại vì cái thù hận nó có tai, nó có thể nói là nó tai hại vô cùng luôn. Nó không có thế nào mà khi mà đã thù đã hận rồi, em nói thật không á, cái người đó không còn lý trí đâu. Họ có thể họ làm những chuyện gì hơn nữa. Mặc dù á, lúc đó họ biết á, họ làm họ sẽ có những cái tai họa về sau, nhưng mà họ không khe. Yeah. Tại vì họ không khe nữa, giống như người ta nói điên lên rồi có thể làm mất chấp mọi chuyện. Yeah. Không khe tới hả? Điên mà em... sao mà kiểm soát được? Để nó điên mà. Thôi khác. Thôi chi bằng nếu như mình thương mình yêu người đó mà mình không được thì thôi, nếu như người mình thấy người đó mà có người khác hạnh phúc hơn thì thôi. Chúc mà, mừng cho người ta ha. Để chúc mừng cho đôi trẻ đi. Em sẽ là người ra đi. Dạ. Cảm ơn chị. Dạ. Trong người mình. Dạ. Cảm ơn chị Vân nha. Chúc cho chị có một ngày vui. Chào chị. Dạ. Dạ, em cảm ơn chị. Dạ. Thực ra thì tình yêu khó nói lắm chị Loan. Ví dụ như em mà yêu một ai đó chắc là em khó mà hận được người ta lắm. Tại khi mình yêu đó, đối với mọi người, Diễm Thi nghĩ cái câu này nó sẽ đối với mọi người. Một cái người mà người ta, có nhiều người chẳng biết yêu là gì luôn nữa, phải không anh Vũ Kiểm? Có nhiều người người ta không có quan tâm tới tình yêu không đâu. Không phải. Chứ Diễm Thi thấy có nhiều người có chịu yêu gì đâu, trong khi mình quá chịu yêu luôn mà người khác thì đâu có ai yêu. Ai cũng có trái tim hết, cho nên nếu mà nói là có nhiều người không biết tình yêu là gì, tôi thì không nghĩ là như vậy. Có mà, khi Diễm Thi trò chuyện với một vài chị bạn đó, chị nói yêu đương gì, lớn lên rồi cứ kiếm người nào được theo, giống như là, tức là theo cái chuẩn của họ đưa ra đó, thì họ chọn người đó làm chồng rồi cứ an phận sống với cái người đó vậy thôi, chứ chẳng bao giờ nghĩ gì tới tình yêu hết á. Thiệt. Diễm Thi nói thiệt mà anh vừa kiếm cười. Thì cô nói vậy tôi nghe vậy chứ sao. Ai cũng có trái tim và ai cũng có cái gọi như là hỉ nộ ái ố. Diễm Thi đang nói một cái người mà nó gần gũi với mình lắm anh Vũ Kiểm. Dạ, và bây giờ thì cho phép Diễm Thi chuyển sang đường dây điện thoại tiếp theo nhé. Dạ, xin chào ạ. Hello. Dạ, xin chào. Hello. Cô tên là Trần. Dạ, chào cô Trần. Cô chào anh Vũ Kiểm, chào Diễm Thi và chào Bích Loan. Dạ, chào cô. Đề tài sôi động nhưng mà xác thực nói, nếu có những người ví dụ như vừa rồi cái cô vừa rồi đó, họ giống như là một bà sơ hay một mi cô hay người ta là một ông cha hoặc ông thầy giáo, thì cái trái tim của mỗi người nó khác nhau. Cô định nghĩa rằng một khi từ cái thời son sắt đã là vợ chồng, gặp nhau sống dưới một cái mái ấm gia đình, vợ con chồng con như thế, mà có một kẻ phản bội đi tìm một người khác để cho cái mái ấm gia đình tan nát, một cái hạnh phúc nó tan vỡ, thì đối với mọi người như thế nào cô không có dám nói, không dám phê bình, nhưng riêng đối với cô là dứt khoát không có tha thứ. Và dĩ nhiên cái tình thù nó sẽ lớn hơn cái tình yêu. Tình yêu ngày xưa thì nó lớn mạnh, mình có thể hy sinh cả bản thân mình để mình bảo vệ cái tình yêu của mình, giống như vừa rồi nói Romeo và Juliet đó. Nhưng với cô thì không được. Họ đã đang tâm phản bội mình, tha thứ để trở về, rồi ôm ấp sống, rồi mình lại chợt một thoáng nào đó mình nhớ tới họ đang cầm vòng tay của người khác, thì cô xin cho rằng dứt khoát không. Còn cái chuyện mà tùy theo, nếu mà mình gặp lúc đó mình nổi điên lên thì cái chuyện gì nó sẽ xảy ra, chắc là anh Vô Kiểm, Bên Loan và Diễm Thi sẽ hiểu. Tại vì máu của một con người khi mà nó đã nổi lên rồi thì không có thể nào nói một cách hiền hòa. Cô biết là Diễm Thi với Bích Loan chứ Tường Minh mà hôm nay
nói về tài này đó, mặc dù trong lòng Tường Minh không bao giờ chấp nhận cái điều đó, nhưng Tường Minh vẫn nói vả đã thôi tha thứ là thế này. Cô rất hiểu, nhưng mà cô là dứt khoát thưa với quý vị rằng không bao giờ có cái chuyện tha thứ nha. Dạ. Rồi. Cảm ơn. Dạ, cảm ơn cô Trần. Dạ. Personal quá vậy. Vậy là ý cô Trần là không có tình yêu. Đối với cô Trần là thù hận là phải lớn hơn. Thù hận mạnh hơn. Dạ. Khi mà thù rồi là bye bye, không dạ. có tha thứ. Dạ. Làm sao mà có thể tha thứ được ha. Ngay bây giờ cho phép Diễm Thi được kết nối cùng vị thính giả đã chờ đợi rất lâu trên đường dây nhé. Dạ, xin chào ạ. Hello. Dạ, xin chào. Dạ, của tôi ông ok. Dạ. Tôi xin chào hai bông hoa viết nói cà phê sáng. Thứ hai là chào Du Du Kiếm. Dạ. Thì trong cái đề tài hôm nay nói vấn đề mà tình yêu, khi mà hết tình yêu thù hận hai cái nào đó nó cao hơn cái nào, thì tôi thấy rằng thì người ta có câu nói là con tim nó có lý lẽ của nó mà. Hồi thứ nhất, cái thứ hai á là khi mà đã hết yêu rồi, cái thù hận ấy với cái tình yêu thù hận nó ngang nhau thôi. Nhưng anh thua cái yếu tố thứ ba là cái người đó, hai cái người đó có hiểu biết cái trình độ văn hóa nó như thế nào. Thứ ba nữa là ảnh hưởng của mấy đứa con gia đình. À, tôi có một cái đứa cháu mà nó nóng tánh và nó dữ lắm. Nó vợ chồng nó coi như là ly thân với nhau, nhưng mà mỗi khi mà cái thằng đó nó thấy vợ nó nói gì là nó muốn quá à. Nhưng mà tôi bày mấy đứa con nó, mỗi khi mà ba con có cái gì á, tụi con cứ quỳ xuống nghe ba ơi, ba muốn quánh má mà quánh con trước đi, rồi ba quánh má sau thì không có muộn đâu. Thì thằng đó nó chịu rồi, nó bỏ, nó không có ấy nữa. Rồi sau từ từ thì tôi thấy nó vợ chồng nó kinh tế thì nó giảm cái sự ấy, nó giảm cái sự mà cây đắng trở lại, cây đắng bớt. Cái đó là cái mà cái yếu tố thứ ba là cái yếu tố mấy đứa con là quan trọng nhất trong cái tình nghĩa vợ chồng á. Khi mà ở đời với nhau á, tới đến già để nói là khi đến già rồi khi cái tình không có nữa rồi, cái tình nó qua mấy đứa con á, thì cái nghĩa vợ chồng mới là quan trọng nhất. Rồi cái nghĩa là do mấy đứa con nó giữ trở lại. Yeah. Cái đó là tôi có ý kiến vậy. Dạ, cảm ơn chú đã gọi vào chương trình. Như vậy thì qua cái câu chuyện của chú chia sẻ đó là do nhiều yếu tố lắm ha, mới xác định được là tình yêu hay là thù hận lớn hơn. Dạ, Diễm Thi cảm ơn chú. Chúc chú có một ngày thật là nhiều sức khỏe, bình an nha. Dạ, xin chào chú. Còn bây giờ thì cho phép Diễm Thi được chuyển sang đường dây điện thoại tiếp theo ạ. Xin kính mời quý vị cùng trò chuyện ạ. Dạ, xin chào. Hello. Dạ, xin chào. Dạ, mình có một cái ý kiến như vậy. Tại sao mà thù hận nó hơn tình yêu? Yeah. Tại vì á, một khi á mà mình bị mất cái gì á thì mình rất là ghét, rất là thù. Thì cái đó là lý do tại sao mà thù hận nó hơn tình yêu. Yeah. Thành ra như vậy á, mình nên đi về, mỗi ai cũng có cái đạo luôn á, thì mình về mình để cái đạo giúp. Người ta nói ở đời á, có hai cái khổ nhất. Cái thứ nhất á, là xa người mình thương. Cái thứ nhì á, là ở gần người mình ghét. Hai cái đó là hai cái khổ nhất ở trên cuộc đời của con người. Yeah. Thành ra mình tránh đi. Nếu mà mình đã, trước khi mà mình tới thù hận á, thì mình nghĩ lại coi, hồi đó tại sao mình thương, mà bây giờ á, mình lại ghét. Thì tại mình mất một cái gì đó, cái người kia không có cho mình được một cái gì đó mà mình muốn. Thì nên nói chuyện với nhau trước. Thì những cái ly nước á, một khi mà nó đã tràn, nó đã đầy mà nó tràn rồi, một chút xíu như chị Diệp Thi nói, nó đổ vô chút xíu một giọt thì nó cũng tràn ra nữa. Thành ra mình ráng mình làm sao mình em thi cái ly nước đó. Hồi đó nó, bản thân của mình á, là mình đi làm. Thì mình vô chỗ làm á, thì lúc nào á, cái cô thư ký của mình á, cũng thơm phức, mặc đồ rồi, diện rồi lên. Còn mình về thì bà xã ở nhà, hồi lúc mà hai người quen á, thì lúc nào cũng diện, chân diện, còn sau này có con thì cũng không có thời giờ. Thành ra mấy người mà không có mà biết nghỉ á, là giờ mình thấy bà vợ ở nhà là chán liền. Rồi mình đi làm thì mình có đeo cà vạt á, thì mấy cái cô đó cho cái cà vạt. Rồi mình về, cái mình đưa cái cho bà xã coi, bà nói ok. Cẩn thận, dạy cái này cái thai giả, chứ còn dạy bữa là cái thai thiệt đó. Mình nói,
cái Thai Việt là sao. Mình mới nghĩ là ô, cái là tiếng Việt Nam. Thành ra mình cũng có nói chuyện với ba, thì ba ở nhà ông mới nói vậy đó. Ông nói cái đó đó là cái mà mình nên cẩn thận. Thành ra cám dỗ đó. Hai người và hai người mình phải nên nói chuyện với nhau. Thì cái đó là bên phái nam, còn bên phái nữ thì cũng nên cũng khắt khe chút, chứ đừng có mà cứ bỏ bê ông chồng quá, lo con không thì cũng không nên. Thành ra cái đó là ý kiến của mình thôi. Mình á, như hồi nãy cái chị đầu tiên nói đó, mình mà ghét ai đó là mình là người đau khổ nhất nè. Cũng như người ta bắn cái mũi tên trúng mình, có thể là chỉ vô tình hay cố ý gì không cần biết. Thay vì mình rút cái mũi tên đó ra, mình hàn gắn cái vết thương của mình lại rút cái mũi tên đó ra, mình lại đâm thêm vô mình nữa. Đó là mình đâm mình, rồi mình về mình đâm gia đình của mình. Mình làm, mình giết luôn cả những người xung quanh của mình, như cái chị đầu tiên nói đó. Thành ra nên nhớ kỹ vậy đó. Dạ. Rồi mình có cấp ý kiến vậy thôi. Dạ, cảm ơn anh đã gọi vào chương trình. Ôi, hay quá ha. Anh đúng là chắc là các quý ông cần phải nghe thêm cái sự chia sẻ của anh đó để vượt qua được cám dỗ. Mà cũng cảm ơn anh đã cho một cái lời khuyên dành cho các chị em phụ nữ. Đôi khi vì yêu thương chồng con, rồi bận việc gia đình, bận công việc ngoài xã hội, cho nên không có còn thời gian để nghĩ đến việc chuyện chăm sóc chồng. Nhưng mà cám dỗ xung quanh nguy hiểm quá. Cảm ơn anh đã gọi vào chương trình nha. Diễm Thi chúc anh có một ngày vui. Và cho phép Diễm Thi được mời vị thính giả tiếp theo ạ. Dạ thưa, xin chào. Dạ yeah, chào chị Bích Loan, chào chị Diễm Thi và chào anh Vũ Kiểm. Dạ yeah, Bảo tới rồi, tới cho vui rồi đi nha Bảo nha. Tới trời âm u, mây đen kéo tới. Dạ yeah. Yeah, tại vì theo em á thì em nghĩ như vậy. Khi ta nói là tình trường và tình yêu, khi mà còn tuổi teen á thì chỉ là tình yêu thôi. Và yeah, đến với nhau cũng chỉ bằng tình yêu. Nhưng mà khi mà lấy nhau rồi á là phải qua một cái tình trường. Thì trong tình yêu hay tình trường gì á thì nó cũng có sự gian dối hết. Nhưng mà khi một người đã gian dối trong tình yêu hay tình trường thì cái tại sao cái người kia là họ lại hận? Tại vì người ta nói trong tất cả tất các tác tác phẩm nhạc mà các ca sĩ đã, mà các nhạc sĩ đã viết lên á, lúc nào người ta cũng nói là khi yêu thương là trao cả con tim. Đó. Nhưng mà chưa giờ tác phẩm nào nói là trao cả cái xác. Nhưng mà bởi vì khi một người gian dối trong tình yêu rồi á thì cái người còn lại á họ sẽ trao luôn cái mạng này, thí luôn cái mạng này này. Thí bằng cùi đó. Nên tại sao cái hạnh nó lại lớn hơn cái tình yêu là vậy? Dạ. Nên thật sự mà tình yêu và trao luôn cái mạng mà bằng nhau á thì em nghĩ trong tất cả các tác phẩm của các nhạc sĩ họ sẽ viết lên yêu em anh sẽ thí luôn mạng này. Tác phẩm gì cái lời nghe thấy nó kỳ ghê. Không có dẫn thôi. Tình yêu là người ta phải bay bổng, ta phải nhẹ nhàng, lãng mạn, trong sáng, romantic gì mà có mạng miết gì thí cái mạng. Giống như chơi game quá. Anh Bảo chắc ghiền game lắm nè. Yeah. Thì Bảo nói chơi cho vui thôi, thật để cho thật sự chung quy lại là tất cả cũng vì tại cái tôi của mình thôi. Yeah. Cái tôi của mình đặt cao quá, bởi vì từ cái điểm cái tôi của mình đặt cao quá nên khi mình hụt hẳn cái tình yêu mà một người gian dối với mình thì tự động cái tôi mình sẽ dâng lên. Yeah. Mình đã hy sinh cho họ rất nhiều mà tại sao họ lại bạc đãi với mình như vậy, thì chính vì cái tôi mình đưa mình lên quá cao vì sự hy sinh của mình nên mình bất chấp mọi cản trở để mình phải trả thù cho bằng được cái người mà họ gian dối mình. Nên theo Bảo nghĩ nếu mình biết mình yêu người đó, hy sinh cho người đó hết cả cuộc đời của mình, hết cả tình yêu của mình mà biết rằng người đó gian dối mình, nếu mình nghĩ là cái tôi của mình thì mình sẽ nghĩ mình đã làm tới đó là quá sức của mình rồi, bây giờ mình với người đó không duyên, không phận nữa. Yeah. Thì người đó đi, họ cứ đi, mình đi tìm một niềm vui mới. Bởi vì bên cạnh cái người đó, bên hông của mình còn rất là nhiều niềm vui mới. Nhưng mà tại sao mình giường hồng không mở để đón, để cho những người khác có cơ hội bước vào, mà tại sao chỉ mở cửa cho một người mà người đó đã gian dối mình rồi, mà mình chờ người đó để làm gì? Nhưng mà theo anh Bảo vậy là cái nào mạnh hơn anh Bảo? Anh Bảo thấy cái nào mạnh hơn?
sau khi anh Bảo trình bày vậy đó. Nếu mà nói về tình yêu và hận thù á, khi người ta đã trả thù á, thì không còn cái gì để mà so sánh nữa đó chị Bích Loan. Là hận thù nó mạnh hơn rồi. Yeah. Hết rồi, hết tình yêu rồi. Hết yêu rồi, làm thận thù nó quá mạnh luôn. Đúng rồi, anh Bảo nói đúng. Bây giờ người ta không yêu nữa, mình sẽ nói một câu duy nhất thôi. Anh không thương em nữa, có nghĩa là anh đang trao cơ hội cho một người đàn ông khác thương em đó. Dạ đúng rồi đó. Và mỉm cười đi ra thôi. Nói nghe dễ lắm. Em đang tưởng tượng mà chị, em đang tưởng tượng một ai đó mà không mà nói với em là anh không thương em nữa, em sẽ nói vậy đó. Em tưởng tượng mới mốt ai mà nói vậy em sẽ nói y chang vậy. Dạ. Nên em có xin chúc cho tất cả các vườn hồng nào mà đang trống vắng thì hãy mở cửa cho con những người khác có cơ hội bước vào, chứ đừng khép cổng lại để một mình u sầu trong phòng vắng. Cảm ơn anh Bảo nha. Trời ơi, bữa nay hết 8 tháng 3 rồi đó. Cảm ơn anh Bảo đã gọi vào chương trình, chúc anh có một ngày vui. Đúng á chị Bích Loan, bây giờ người ta không thương mình nữa thì bây giờ mình nói không lẽ mình níu kéo thì xấu hổ đúng không? Người ta không thương mình nữa rồi mình năn nỉ, mình lại ôi người ta nói là giữ được người chứ đâu có giữ được trái tim đâu, cho nên mình phải nói một cái câu mà thấy có vẻ là có chất một chút đúng không? Nên là nói là ok, anh không thương em nữa ư? Cảm ơn anh không thương em nữa có nghĩa là anh đang trao cơ hội cho một người đàn ông khác thương em. Không sao hết. Anh vừa kiếm cười em mà đó là em đang tưởng tượng nha mọi người. Và bây giờ xin được mời vị khán thính giả tiếp theo ạ. Dạ thưa, xin chào. Alo. Dạ, xin chào. Dạ, chào các anh chị trên đài và quý khán giả. Em thì theo như ý kiến của em á, thì ai tình yêu cũng vậy, người yêu cũng vậy mà vợ chồng cũng vậy. Yeah. Chỉ là một cái nói lên một tiếng là duyên phận. Yeah. Một khi duyên phận nó đã đến rồi, mà nó đã hết duyên rồi thì tự động nó đi. Mà nó đi rồi mà mình có níu kéo lại thì mình giữ được người ở chứ mình đâu có giữ được người đi. Dạ, một khi mình người ta đã muốn đi, mình giữ lại chỉ bằng cái thể xác thôi, còn cái con tim nó theo dõi người khác, bằng không thì thôi, không có người ta mình cũng sống, mà có người ta mình cũng sống thì thôi, cứ để cho người ta đi thoải mái đi, chừng nào anh muốn dừng chân lại anh trở về. Thì thường Cai Dao có nói một câu, chàng ơi phù thiếp mà chi, thiếp là cơm nguội phòng khi đói lòng. Thì anh cứ đi đi, chừng nào anh không đi được nữa, mòn chân mỏi gối rồi thì anh trở về, em vẫn tiếp nhận anh. Vậy vẫn hả chị? Bao la quá. Trời ơi, chị ơi, cô người ta tâm... đi rồi, còn người ta quay lại làm gì nữa chị? Cô có tâm không, Bồ Tát. Phải chặn đứt đường lui. Không, phải chặn đứt đường lui. Trong khi đó đạo Chúa nói một câu là, nay con trở về cùng Chúa ơi, thì người ta có lỗi, người ta đi rồi, không ai hoàn hảo mà mình hoàn hảo được đến 100% hết, ai cũng có lỗi hết. Mà khi mà người ta đã biết quay đầu trở lại là người ta đã sám hối rồi, thì mình phải mở rộng vòng tay ra. Thấy ai mà thuộc được một cái kinh lạy cha đó là tha thứ hết tất cả, là sống được bình an, mà bình an cho mình rồi mình bình an cho tất cả mọi người chung quanh. Đó, em chỉ có một ý kiến nhỏ gì. Sao chị hay quá. Cô là tình yêu mạnh hơn rồi, cô là tình yêu mạnh hơn. Dạ. Trời ơi, hay quá chị ơi. Chứ Diễm Thi là nghĩ không thể nào luôn á. Dạ. Kiểm thấy sao, xin địa chỉ cô chưa anh vô kiểm. Anh cứ đi đi. Anh không phải. Anh cứ đi đi, khi nào anh mỏi gối thì anh quay về. Anh Vũ Kiểm sẽ gặp chị này nè, xin trang cuối đem về cho bà xã học. Để mai mốt lỡ mình Vũ Kiểm có đi đó thì mình quay lại. Người mà mình cần phải bảo vệ trước khi bị tuyệt chủng. Tôi mong rằng thế giới này tất cả các chị em phụ nữ đều có một cái trái tim Bồ Tát như chị. Dạ, em cảm ơn chị. Chúc mừng ông nhà của chị. Dạ. Dạ, chào chị. Và bây giờ thì xin được mời vị khán thính giả tiếp theo ạ. Khó quá chị Bích Loan. Mình cũng nghĩ là người ta đi thì là hết duyên hết phận với mình rồi, nhưng mà Diễm Thi nghĩ là mình vui vẻ cho người ta đi là đã quá lắm rồi đó, mà còn chỉ còn chấp nhận quay về nữa. Không, nhất định là không. Trăm ngàn lần không. Dạ thưa. Hello, xin chào ạ. Chú Hải không? Dạ, chào chú Hải. Có chú Hải không? Dạ. Xin chào cô Hương Sáng, chị Hương Quê, cô Kiểm và Bích Loan và tụi mình. Cái đề tài nào cũng gặp chị tụi mình, gặp chị Bích Loan với mà Diễm Quê tỏ tình yêu không à. Yêu làm cho người ta trẻ ra mà chú. Dạ. Thôi bây giờ cho hợp là cái đề tài này thì nói về tình yêu và thù hận. Dạ.
nói về cái tình yêu thù hận, tại sao nó có dài, tại sao nó có cái tình yêu mà tại sao nó có cái thù hận? Là gì? Trên trường hợp hai vợ chồng sống chung với nhau đi, tôi nói thì câu ví dụ hai vợ chồng sống chung với nhau, đầu óc tay gối, rồi lắm lúc những cái chuyện mà thù hận nó đưa đến cho mà nó không, nó không giải thích được. Bội bạc nào là sống chung nhau bội bạc, rồi lừa dối, rồi này kia kia nọ, tất cả những cái chuyện mà lừa dối bội bạc cho nên nó thù hận để trong tâm nó không bao giờ giải thích được. Tôi thấy rồi sau khi mà nó đấy, mà khi mà kết cuộc nó chịu không nổi, nó chia tay ra, thì nó đưa đến một cái sự thù hận. Cái thù hận đó nó nặng cái tình yêu gấp trăm lần. Vì nó yêu rồi mà khi mà nó buông ra rồi thì nó thù, nó hận, không còn cái tình yêu, nó thù hận suốt đời. Tôi thấy những tất cả chị em nãy giờ nói toàn là nói, biết nói, chỉ nói được mà làm không được những chuyện đó đâu. Vậy tại sao nếu mà trong hợp nó, tại sao nó không chung với nhau, mà tại sao nó không gì tình yêu với nhau mà để đùm bọc cho nhau, mà tại sao chia tay nhau, mà tại sao có thù hận cho nhau? Thì cái điều này vì sự bội bạc quá đưa đến cho mức độ không biết hai bên, biết bên nào và bên nào đưa đến, mà khi đã chia tay nó đưa đến cái thù hận, không còn những tình yêu, nó mang cái chuyện tiếp thù hận, nó dám giết người, nó dám giết với nhau. Đó về trên trường hợp mà chia tay nhau thù hận đó, tôi chỉ góp ý kiến vậy thôi. Chứ ngoài ra mình phải nói, mình nói làm sao nó có bằng chứng cụ thể, mình nói làm sao nó phải có giữa đôi bên như thế nào được. Chứ ngoài ra mình nói chuyện mình nói tốt không này kia cái nọ, phải ra đi chừng nào không đi được thì trở lại này kia nọ, đừng để nói câu nói đó. Nó quá xưa rồi Tám ơi, mình bỏ qua đi. Có chứ chú, mỗi người mỗi khác mà, đâu phải ai cũng giống như ai đâu chú. Cảm ơn chú Hải đã gọi vào chương trình nha. Diễm Thi xin chào chú. Có lẽ là tình yêu sẽ không bao giờ là nhiều hay là phai mờ trong tâm trí và trong tình cảm của mỗi con người. Cho nên cứ phải vẫn phải luôn yêu, cho dù là ở tuổi nào hay là ở hoàn cảnh nào vẫn phải luôn yêu. Nhưng mà ngày hôm nay bên cạnh tình yêu, chị Bích Loan còn đưa ra thêm một cái phạm trù nữa là thù hận nữa. Yêu nhiều hay là hận nhiều? Người ta hay nói là càng yêu nhiều thì càng hận nhiều đó. Cho nên trong phần 2, phần 3 này, Diễm Thi xin kính mời quý khán thính giả cùng tiếp tục gọi vào chương trình để chia sẻ góp ý của quý vị nhé. Cũng như những ai đang theo dõi trên livestream của Viettv Network, cũng xin mời quý vị hãy để lại những nhận xét, những comment của quý vị. Diễm Thi sẽ xin chia sẻ của cái comment của quý vị cùng với quý khán thính giả đang xem chương trình. Còn bây giờ thì xin mời vị khán thính giả đang chờ trên đường dây ạ. Dạ thưa xin chào và xin mời quý vị cùng lên tiếng ạ. Hello. Dạ. Xin chào. Chào cô. Tôi chào Diễm Thi, chào bà Bích Loan, chào anh Vũ Kiểm. Dạ, chào cô. Theo như là mà chú Hải nói á, thì chị không đồng ý. Không đồng ý với chú Hải là nói là thù hận á, nó mạnh hơn. Hoặc là nói là mấy chị em á, thì nói được nhưng không làm được. Dạ. Tùy theo, chị nghĩ á, thì tùy theo lòng của mỗi người. Dạ. Cái tâm của mỗi, cái tâm hiền và cái tâm dữ và cái tâm ác. Em đồng ý với chị á. Dạ. Dạ. Đúng rồi. Thì tùy theo cái tâm của mỗi người thôi. Ví dụ như mình nè, mình cái này là giống như chú Hải nói, đàn bà là nói được không làm được, nhưng mà mình nói được mình làm được. Chắc. Cái gì mình sắp được lên, mình mở được xuống. Yeah. Ok. Thành ra là tùy theo cái tâm thôi. Cái tâm của mình không ác, từ nhỏ tới lớn cái tâm mình không ác, thì cái tình yêu của mình, dù là người đó bỏ mình, nhưng mà mình yêu thì mình, cái tâm của mình nó vẫn mạnh hơn cái thù. Yeah. Tại vì không được, mình nghĩ mình yêu không được, cũng có khi cũng theo như Phật hoặc là theo như tôn giáo cũng vậy, yêu được người đó hết duyên hết nợ thì người đó xách gói ra đi. Yeah. Nhưng mà tới chừng có, cũng có rất nhiều người đàn bà xách gói ra đi rồi quay về họ vẫn chấp nhận. Yeah. Vì mấy đứa con, vì con cái nó cũng không nỡ để cha nó mà lê lết ngoài đường, thành ra nó chấp nhận. Cái chuyện đó là mình thấy bao đời nay, từ sống từ hồi xưa tới giờ. Hồi xưa vẫn có mà hiện tại bây giờ cũng vẫn có. Yeah. Cái chuyện đó không, theo cái tâm của người thôi, chứ không phải là tất cả phụ nữ đều như vậy, mà tất cả đàn ông đều như vậy. Mình có nói đàn ông mà ngoại tình, đàn bà cũng có, đàn ông vẫn. Cái chuyện mà đàn bà có mà đàn ông tha thứ rất là khó, nhưng mà vẫn có những anh chồng vẫn tha thứ cho vợ. Dạ. Người ta sẽ không, có một cái lý do rồi, riêng của họ. Dạ. Yeah. Đúng rồi đó, thì tùy theo cái tâm của mỗi người, ác hay thiện thôi đó. Yeah. Thì theo như là nói như vậy, chứ cái ác á, nhiều người mà cái thù hận á, người ta nặng hơn, thì
theo như mình thấy thù hận, cũng có nhiều người rất là thù hận, rất là nhiều, nhưng mà cũng có rất là nhiều người cái tâm người ta thiện, người ta không có nghĩ, người ta nói ờ thôi giờ hết duyên rồi thì anh cứ đi thì anh đi. Đó còn chồng cũng vậy, hết duyên rồi chị muốn đi thì chị cứ đi. Đó còn mình quay về á, có người đàn ông rất là khó tha thứ cho vợ quay về, nhưng mà vẫn có người đàn ông tha thứ cho vợ quay về. Cái đó là mình thấy, mình biết đó là sự thật đó, chứ còn đừng có nói bao gồm là nói được mà không làm được. Em hoàn toàn đồng ý với chị. Đúng, Diễm Thi cũng vậy. Với lại á, người ta đã đi rồi á, mình phải làm sao cho người ta tiếc nuối mình á chị ha. Đúng không chị Minh Loan? Người ta phải tiếc chứ. Không, thôi chi, tiếc chi. Có nghĩa là mình phải cư xử với người ta chứ như không thế nào. Không có cần người ta tiếc hay không tiếc. Không. Cho bye bye thôi. Không có không, cần Diễm Thi nghĩ đó là khi người ta đi rồi mình phải cư xử với người ta một cách đúng mực như thế nào, để cho người ta sau này một lúc, một cái phút giây nào đó người ta chợt nghĩ lại, ôi mình tiếc vì mình đã từ bỏ người đó. Đúng không chị? Rồi. Vậy là còn yêu rồi, muốn để cho người ta tiếc là với Diễm Thi tình yêu lúc nào cũng lớn mà chị từng mê ở chị Bích Loan. Đúng không chị ha? Hai người quá. Cảm ơn chị rất nhiều. Cảm ơn chị, chúc chị một ngày vui. Đó, cái đầu tiên á là anh nói á là đàn bà mình á có chồng rồi, mình đừng có khắc khe cho chồng con không, mà mình phải khắc khe cho mình. Mình phải cho, mình phải là một bông hoa giống như hồi lúc chồng mình mới cưới mình, rồi mình về mình dù lo cho chồng con nhưng mà mình cũng phải chăm sóc bản thân mình. Thì ông chồng mình mới không lại nhìn người khác. Đó là chị đồng ý với cái anh hồi nãy nói trước đó nói đó. Mình khắc khe mình. Đó, nó là như vậy. Vậy chị cũng nhớ vậy nha. Chị cảm ơn chị. Hết sức là uyển chuyển luôn. Cảm ơn chị đã gọi vào chương trình. Cho phép Diễm Thi được chuyển sang đường dây điện thoại cho vị thính giả tiếp theo ạ. Dạ, thưa xin chào. Dạ, không biết là quý khách hàng mới này muốn uống cà phê đá hay cà phê sữa đá. Chào Diễm Thi lấy order. Dạ thưa xin chào ạ, quý vị đang gọi vào chương trình Cà Phê Sáng, Diễm Thi đã kết nối được rồi ạ. Dạ thưa, xin mời quý vị cùng lên tiếng. Hello. Hello. Dạ. Hello. Chào cô. Dạ. Tôi là Bình. Dạ, chào cô Bình. Dạ, tôi xin góp ý kiến. Trước hết là xin tổng chào ba vị và các cả. Dạ. Có ý kiến cho vấn đề này là tình yêu và thù hận. Tình yêu thì riêng tôi là tình yêu là tôi tuyệt đối, tình yêu là cho tất cả, và mà đến khi mà hết tình yêu rồi thì có người ta đã ngoại tình tôi tha thứ, tại vì những đứa con tôi thiết nghĩ trước hết là vì những đứa con là tu tập tha thứ anh ngoại tình thôi. Lần thứ nhất là anh đi rồi anh trở về tôi tha thứ. Rồi lần thứ hai, ủa cô cho cái lần thứ hai luôn. Có lần thứ hai nữa. Có lần thứ ba. Có lần thứ ba. Tới lần thứ ba là tuyệt đối là rồi ạ. Nhất quá tam gì quá tứ cô chứ cô hiện. Cho thêm lần thứ tư luôn. Cô thực hiện nhất quá tam thôi. Nhất quá tam. Lần thứ ba anh đã đi rồi là đi luôn á. Quá tam ba bận cho đi luôn. Đi luôn. Là tôi sẽ quên người đó. Tôi tập qua cách quên. Trong thâm tâm đó tôi là theo đạo Phật, là Phật đã dạy mình phải tha thứ, nhưng mà tôi đã tha thứ tới lần thứ ba là tôi quên luôn. Theo cô Bình đó là phải tha thứ, con người mà đôi khi cũng phải có lầm lỗi, cũng có sai lầm. Nắng mưa bất chợt mà say nắng chút đỉnh thôi. Không, cô cho tới ba lần luôn. Đó, cho nên là lâu lâu sẽ sai lầm, cho nên tha thứ, nhưng mà quá tâm ba bận. Ba bận là đi luôn cô Bình nha. Dạ, Diễm Thi cảm ơn cô đã gọi vào chương trình, chúc cho cô có thật là nhiều sức khỏe. Mà không biết là, Diễm Thi rất là tò mò, không biết là cô kể câu chuyện của cô hay là cô chỉ đang nghĩ thôi. Tức là cô đã kinh nghiệm như vậy, cô đã tha thứ cho chú 3 lần như vậy, hay là cô chỉ nghĩ ra như vậy thôi. Dạ, và bây giờ thì cho phép Diễm Thi được chuyển sang đường dây điện thoại tiếp theo. Thưa xin chào ạ.
Hello. Dạ. Xin chào. À, xin chào ba vị cà phê sáng. Dạ, chào theo cô. Theo tôi nghĩ vấn đề tình yêu với này hận thù á, thì nếu mà một khi mà nếu mà càng nói, tôi nói thẳng vào vấn đề luôn, nếu mà khi mà mình đã yêu, càng yêu nhiều á thì càng hận nhiều. Dạ. Mà nó có hai cái loại hận thù. Một cái loại hận thù là khi mà mình hận thù á, mình chỉ muốn giết chết cái người kia đi, hoặc là mình làm cho người ta thất bại sang bạc. Còn một cái loại hận thù nữa là khôn ngoan hơn, là nếu mà khi mà người ta đã phản bội mình như vậy rồi á, thì mình càng làm cho mình đẹp hơn, vui vẻ hơn, và mình tạo cho gia đình mình một cái gia đình hoàn hảo hơn, để cho người ta khi mà người ta nghĩ rằng không có họ thì mình đâu có chết được. Mà mình càng làm như vậy thì cái đó là ngoại cái trả thù mạnh hơn là cái trả thù kia. Tại vì khi mà người ta nhìn thấy mình như vậy thì người ta càng cảm thấy rằng là người ta có lỗi, và người ta có thể người ta sẽ hối hận là tại sao người ta bỏ mình. Sao đó là hối hận chứ. Cách của Diễm Thi đó để cho người ta hối hận, tiếc nuối. Để cho người ta tiếc nuối mình. Để cho người ta tiếc nuối mình thì mình phải làm sao để cho người ta nhìn thấy. Không phải vì không có người ta mà mình không làm cái gì được. Cho nên mình phải đẹp lên, làm đẹp lên, mình tạo cho mình cái gia đình của mình nó thăng tiến lên hơn. Con xin phép cô, con hỏi cô này là kinh nghiệm thực tế luôn, bản thân luôn, hay là cô nghĩ cô nghĩ vậy, hay là con xin lỗi cô trước nếu cô có thể trả lời được. Không, với cái bản thân của cô thì không, cô lấy chồng được 51 năm nay rồi. Cô vẫn không hạnh phúc. Nhưng mà cô chúc mừng cô. Nhưng mà cô có những cái người thân đó, cô có khuyên người ta là như vậy. Mà chính cái người em ruột của cô ở trong cái hoàn cảnh đó, thì cô cũng khuyên bảo em cô là như vậy, em hãy cứ đứng lên, và cứ làm cho mình đẹp lên, và tạo cho con cái mình nó có một cái đời sống khá lên, để khi mà người ta nhìn thấy mình như vậy á, người ta mới cảm thấy hối hận hoặc là ta nuối tiếc. Cái đó là cái cách trả thù tốt nhất. Rồi em cô có nghe lời cô không? Em cô có nghe lời cô và thực hiện đó, như vậy và đó, thành công luôn không cô? Bây giờ con cái nó thành tài hết, một đứa làm bác sĩ, một đứa làm y tá. Còn cái người chồng hiện thời mà phản bội á, vì sức bất sang bang. Đôi khi người ta muốn trở lại, nhưng mà em cô nó quyết định nó ở vậy, nó nuôi con nó không có trở lại nữa. Nó bảo chứ đã một đi thì không bao giờ trở lại. Tại vì không có chấp nhận như vậy. Thế đó. Cái đó là cô. Thôi thì cô cũng chỉ có cái chia sẻ thôi. Thì chúc quý vị một ngày vui vẻ nhé. Nhiều sức khỏe. Diễm thì chúc cô có một ngày thật bình an. Khó nói quá ha chị Bích Lan. Tình yêu muôn hình vạn trạng, nhưng mà Diễm Thi nghĩ vậy đó. Có những cái kinh nghiệm đó không có cần phải có được từ chính bản thân của mình. Mình nhìn những cái trường hợp xung quanh của mình, rồi mình rút ra những cái bài học kinh nghiệm cho mình, để lỡ mai mà mình có không may mắn rơi vào những trường hợp như vậy thì mình có một cái sự phản ứng mà nó không có phải là bị động nữa. Mình luôn luôn ở trong cái thế chủ động. Và Diễm Thi tiếp tục xin kính mời quý vị cùng gọi vào chương trình nhé. Đường dây đã trống trở lại 713-931-1560, 713-931-1560. Nói về đề tài tình yêu á, thấy anh Vũ Kiểm trầm ngâm quá. Anh Vũ Kiểm có bao giờ hận thù một ai đó không trong tình yêu nha? Hồi xưa đó, hồi lúc còn có kinh nghiệm cho nên làm sao mà nói, không biết đó, thì giờ cột mà nghe. Diễm Thi nói là kinh nghiệm đôi khi không có mình có những cái trải nghiệm là do chính đó, từ bản thân mình, còn kinh nghiệm là do mình học được từ những cái bài học xung quanh. Học trong sách vở này, học trong phim ảnh này, học trong đời thường từ những người bạn bè, những người thân của mình. Diễm Thi là nói theo bằng học kinh nghiệm của người khác không đó? Diễm Thi chưa có kinh nghiệm gì. Diễm Thi là không có trải nghiệm mà là có kinh nghiệm. Tôi tự thấy tôi trình độ nhận thức về tình yêu là y tờ,
cho nên tôi kiếm cái cột tôi dựa tôi nghe. Không biết thì làm sao thưa thốt được. Nhưng mà thực ra hồi còn thời trai trẻ có bao giờ anh yêu ai và anh hận ai không? Cho tới giờ coi như là nửa đời hương phấn rồi cũng không biết tình yêu là gì. Đó. Tình yêu là cái chi. Em nói chị Bích Lan mà có những người chẳng biết yêu. Đang vô trong cái trường hợp của Diễm Thi nói lúc đầu. Bởi, rồi. Tội nghiệp lắm. Tội. Không biết yêu là gì. Tôi tủi thân lắm cô ơi. Tội nghiệp. Không biết yêu lắm. Là gì, không biết nếm mùi đau khổ, cháy đắng tình yêu ra sao hết. Tình yêu là một cái tài sản đi làm thầy lớn xấu quá. Nhất. Tình yêu là một cái tài sản lớn nhất mà chúng ta không cần phải tốn tiền để mua nó về. Vậy mà không sở hữu tình yêu, thiệt là bỏ phí một món quà của Thượng Đế. Vô phước cho tôi. Bởi? Bất hạnh cho tôi. Bởi? Anh Cường chia sẻ giùm tôi, anh Cường anh nhiều tình yêu lắm mà. Anh Cường thì có yêu ta tháng nhưng mà thấy không có vẻ gì là ta tháng hết trơn. Thiệt. Lời nói thì ta tháng nhưng mà thấy có vẻ như thiệt. Thôi không có thì thôi. Kiểu như là học mà chưa tới, học diễn xuất không tới. Dạ, ta tháng nhưng mà cái miệng thì thôi, miệng thì sao? Nói mà thiệt. Hành động nó không có bất nó bất nhất với nhau. Thiệt mà. Không mà thiệt chơi, Diễm thì tin là anh Vũ Kiểm anh không biết yêu. Dạ. Dạ, thật sự á. Dạ. Tại vì khi cái người mà đam mê về tình yêu đó, khi mà nói tới tình yêu là sẽ mắt sáng rỡ ha. À, mặt mày thì rất là tươi vui và rất là hào hứng khi chia sẻ câu chuyện tình yêu. Nhưng mà anh Vũ Kiểm thì rất là hời hợt với tình nhưng yêu. Nhưng mà như anh Vũ Kiểm thấy cũng hơi đặc biệt á, một trường hợp rất là đặc biệt chứ Lân thấy thường những người chơi nhạc á. Yeah. Những người chơi nhạc á, không phải tất cả nhưng mà đa số những người chơi nhạc thì người ta có một cái tâm hồn rất là lãng mạn. Mà thường cái tâm hồn lãng mạn đó nó gắn liền với cái tình yêu. Những người bây giờ mình thấy những cái người nhạc sĩ hay là ca sĩ đồ viết ra những cái bài đa hát tình. Hoặc là những người chơi đàn á, cái tâm hồn họ lãng mạn lắm nên họ cái tình yêu của họ cũng lãng mạn lắm, nó cũng rất là thăng hoa lãng mạn theo cái tại lời vì... hát cái nhạc. Nhưng mà ông hiểu sao cái hệ này là chơi nhạc cũng rất là hay nhưng mà không biết hệ bass hay chép trong hệ nào trong hệ nào. Tôi là coi như là trái tim tôi bị quăng ở bên lề rồi. Chai đá rồi, trái tim sỏi lề. Đá lắm cho sỏi nên đá. Tôi chơi nhạc để mà cho coi như là nguôi ngoai mà và không làm được. Xoa dịu cái trái tim nó bớt cằn cỗi đi thôi. Yeah. Chứ còn không biết yêu là gì. Trời ơi, tội nghiệp tôi lắm. Anh phải ơi. Cần thêm tưới nước. Nước nè, cần phải giống, bây, không, bây giờ anh Vũ Kiểm đó phải cần phải có giống tốt. Rồi xong rồi cần nước và cần phân bón tốt nữa thì cái mầm tình yêu của ảnh nó mới nảy chồi được. Thế thì cô biết cái cô nào mà làm được hai cái đó giới thiệu cho tôi đi để coi tình yêu nó có sinh sôi nảy nở trong tôi không? Dạ, để do sale của tuần này em sẽ rao. Hoặc không quăng ảnh đi ra ngoài trời để cho nó có quá trình trao đổi chất đó. À, ánh sáng rồi nước đồ này kia phân cần giống như nãy okay, giờ thôi không đùa nghịch nữa. Đề cập dạ. Nhanh. Dạ. Chứ trong khi chờ đợi có quý khán thính giả nào đang đợi không? Dạ có là Diễm Thi sẽ mời liền ngay lập tức cho nên nếu mà quý vị có gọi vào thì Diễm Thi sẽ kết nối cùng quý vị ngay nhé. Thành ra nếu mà trong khi chờ đợi quý khán thính giả thì thật sự Loan nghe quý khán thính giả vừa rồi chia sẻ rất là nhiều và Loan cũng cấp nhắc từ những cái ý kiến của quý khán thính giả cũng như là cũng nghe cái trao đổi của anh Vũ Vũ Kiểm cũng như là Diễm Thi thì Loan cảm thấy là cái giữa cái tình yêu và cái lòng hận thù á là cái nào nó mạnh hơn, không phải là do bản thân nó mạnh hơn mà là do cái tính cách của cái con người đó. Nếu mà cái con người này á, cái tình yêu của họ nó kết hợp với lại cái lòng nhân và với cái tính nó bớt ích kỷ một chút xíu thì cái lòng hận thù của họ cũng là không có quá mà mạnh mẽ và thể hiện ra một cách dữ dội mà nó chỉ có một cái chút xíu nào đó động lại một chút trách móc, một chút là cũng buồn hận tủi một chút xíu thôi và sau đó thì cái thời gian nó sẽ xóa nhòa. Còn nếu mà cái tính cách con người quá là ích kỷ hoặc là cái lòng tự tôn tự tại của họ quá lớn thì khi họ mất đi một cái gì đó thì họ đâm ra cái lòng hận thù của họ nó lớn đến mức mà họ quên đi rằng là họ đã có một thời kỳ họ rất yêu cái người đó. Dạ. Anh Vũ Kiểm lắc đầu liên tục. Ông thì đó, tôi ước gì quý bà, quý cô, quý chị em phụ nữ có một cái trái tim và có một cái lòng vị tha như là chị Loan. Không phải vì cái cá tính của con người. Người ta nói đó, miếng ngon nhớ lâu, đời đau nhớ đời. Cái tình yêu luôn thuở, muôn muôn là nó đẹp. Tại vì và nó sẵn ở ngay đó. Nhưng mà khi mà mình bị một cái vố gì đau điếng đó, nó trở thành ngay lập tức là cái tình thù.
nó lấn át hết tất cả những cái tình yêu bình thường. Con người mà không có ai mà không có hỉ nộ ai ố, không có ai mà không tham sân si hết cả. Cho nên đừng có nói là vì cái cá tánh, không. Không ai qua được cái bản ngã của mình hết cả khi nhưng mình đối diện trực tiếp. Nhưng mà cách anh, nếu anh không có quá hung bạo thì anh đâu rất có nghĩ tới những cái điểm người cái đó khác. Là thành phần nhỏ, cho nên tôi ước gì mọi bà, mọi cô đều có một cái tâm tính như là chị Loan, no, Bích Loan của Loan Việt thấy TV đa đây. Số yeah. Mọi người ở đây đều vậy, Diễm Thi cũng vậy bà, mà. Bây giờ Diễm Thi sẽ ốp microphone để cho anh Vũ Kiểm và chị Bích Loan tranh luận nha, chứ bây giờ hết giờ rồi. Dạ, đến đây thì anh Vũ Kiểm, chị Bích Loan và Diễm Thi xin chân thành cảm ơn quý khán thính giả, quý khách hàng thân thương của chương trình Cà Phê Sáng đã theo dõi chương trình trong hơn một tiếng đồng hồ vừa qua. Giờ đây xin kính chúc cho quý vị có một ngày thật bình an. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở chương trình Cà Phê Sáng lần sau. Xin kính chào tạm biệt. Chương trình này được bảo trợ bởi công ty điện lực V247 Power, công ty điện đầu tiên của người Việt Nam với hóa đơn tiếng Việt. Nếu quý vị muốn tiết kiệm tiền điện, xin hãy gọi đến công ty điện lực V247 Power 1-855-990-9000, 1-855-990-9000 hoặc v247power.com. Vinashop 1-855-855-5888, 1-855-855-5888. Hãy tạo sự khác biệt khi gửi tặng người thân, gia đình và bạn bè một món quà không thể thiếu với mỗi người Việt. Đó chính là dầu vàng thiên tế Vinashop. 1-855-855-5888. Oyster Max Go, sản phẩm dành riêng cho phái mạnh, bổ thận, tráng dương, tăng cường khả năng nam giới, bảo vệ hạnh phúc gia đình. Vinashoptv.com. 1-855-855-5888. Hãy tiêm chủng đủ liều và mũi vaccine tăng cường để ngừa COVID-19 hoặc đi xét nghiệm ngay khi có triệu chứng. Nếu không phải làm cho bản thân thì hãy làm điều đó cho những người bạn yêu thương. Thông điệp đến từ Y tế Công cộng quận Harris. H-Mart, ngôi chợ Á Châu tốt nhất tại Hoa Kỳ kể từ năm 1982.